khi mà làm được một bông hoa lụa mà để cảm thấy là nó đẹp, đấy là mình thả hồn vào bông hoa, làm sao cho tác phẩm đẹp như mình đặt hết cả tâm hồn vào bông hoa. Thật nhưng mà giả, giả nhưng mà thật. Tôi gắn bó với nghề gần 50 năm. Một người mẹ tuyệt vời của tôi đã sinh tôi ra lớn lên và tôi được hưởng thụ nghề hoa lụa độc đáo này. Họa sĩ thì rất nhiều, nhưng nghệ nhân thì hoa lụa đếm trên bàn tay. Có những cái bông hoa sen tuyệt vời vô cùng thì mang về ngắt ra từng cánh, rồi là mình hít, mình ngửi, mình làm đủ thứ để làm sao nó nhập vào tâm. Và sau cùng mình cắt thử, vẽ thử và mình bắt đầu kết lên thành những bông hoa. Mỗi một động tác, mỗi một bông hoa đều có cái khó và đều có cái dễ. Cái lúc mình vẽ, cái lúc mình gò, cái lúc mình sáng tác ra bông hoa để làm sao cho nó mềm mại và đẹp, nó phải dẻo. Và từ đấy nó nhập vào tâm. Ngày xưa ấy, làm gì có được vải lụa mà tuyệt vời như này, mặc dù vẫn là lụa Hà Đông. Và hiện nay tôi đã lấy một số các cái tác phẩm dệt từ cái sen, giữ gìn truyền thống không những là về lụa vải mà còn làm ra tác phẩm. Có một tí bột nếp, bột tẻ và có cái chất hồ, khi mà pha vào với nhau thì cái vải rất bền. Mỗi một cái cánh hoa 5 lần vẽ là màu á, nó đã ngấm vào cánh hoa đây, thấy được cái bông hoa nó đậm. Và bông hoa thật lúc nào cũng có mùi hương, trừ cái lúc nó tàn. Thế thì bông hoa của mình cũng phải thế. Mình cho cái mùi hoa của mình thơm vào thì nó nhẹ nhàng. Và đấy là cái hồn của bông hoa đó. Và càng ngày bông hoa càng tinh túy, càng có hồn và càng đẹp. Nhưng mà hoa của các nước thì cũng phải nói là đẹp vô cùng. Ngày xưa ấy, 12 nước châu Á biểu diễn tại Fukuoka, Nhật Bản. 12 nước thì có 11 nước là có các cái máy dập, dập một cái 12 cánh. Nhưng mà tôi chỉ có mỗi cái kéo và một tập lụa vàng. Thế nhưng mà khi mà tôi cầm lên tôi cắt thì phải nói là mọi người rất thán phục. Và cho đấy là nghệ thuật thủ công. Chú trọng nhất là lotus, hoa sen. Mình cắm không lọ nào giống lọ nào mới gọi là nghệ thuật. Đây là niềm vinh dự lớn nhất cho đất nước nữa. Sản phẩm mình làm ra rất là công phu, mà hoa không những bền mà để lâu vẫn đẹp. Vì thế cho nên là mình phải lưu truyền giữ lại mãi nghề hoa lụa của Việt Nam. Không những là về hoa, về lụa, về vải, mà cả mùi thơm làm lại bằng đôi bàn tay. Đây là một niềm vinh dự lớn cho đất nước mình, có những cái tác phẩm để mà đi sánh vai với tất cả các năm trong bốn biển.